và các bạn đang theo dõi Chuyển động 360, nơi cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong ngày. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung đang được quan tâm. Thị trường tôm thẻ và sú nguyên liệu ở các tỉnh miền Tây tiếp tục biến động theo hướng bất lợi cho người nuôi. Tùy theo kích cỡ, tôm thẻ giảm 2.000 đến 5.000 đồng một kg so với tuần trước. Đại diện các doanh nghiệp thu mua tôm cho biết, giá tôm nguyên liệu giảm liên tục do tháng 4 có nhiều kỳ nghỉ lễ. Nông dân nuôi tôm Quảng Canh đang thu hoạch tôm kích cỡ lớn. Dự kiến dịp cao điểm nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, lượng khách sẽ tăng vọt. Ba hãng hàng không thuộc Vietnam Airlines Group đã tăng mạnh số chuyến trên các đường bay tới những điểm du lịch. Với đợt tăng tải lần này, Vietnam Airlines Group đã tăng thêm hơn 255 chuyến bay, tương ứng tăng thêm hơn 50.000 chỗ, nâng tổng cung ứng toàn mạng nội địa, quốc tế lên gần 2.700 chuyến bay và hơn 524.000 chỗ giai đoạn từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Công ty du lịch buộc phải từ chối khách khi lượng người đặt tour cho kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 đã kín lịch. Đây là động thái nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ khi ngành du lịch phục hồi sau dịch Covid-19. Đại diện các doanh nghiệp đánh giá, đây được xem là thời điểm vàng để ngành du lịch sống lại. Cú hích nghỉ lễ đang giúp phục hồi ngành du lịch trong nước, cũng là bước chuẩn bị quan trọng đón mùa du lịch quốc tế. Không dọa mõ. Người xích chó khách đầy đủ cho lần sau. Anh Trần Văn Mười, thành viên đội bắt chó thả rông phường Trúc Bạch cho biết, do chỉ là tổ chuyên trách, không được đào tạo bài bản nên khi làm nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn. Nghề của chúng tôi đây là đội chuyên trách mà nó nhiều khi rất nguy hiểm. Chó to, chó dữ mà dụng cụ bắt thì rất thô sơ, chỉ là cái vợt thôi. Đấy, và bản thân tôi đã từng bị một lần là chi chụp chó, là chó kéo đi, là dê tay xuống đường và đã bị chấn thương nhẹ. Và cái mức phạt sẽ là 1.500.000 đối với cái hành vi nuôi chó thả rông và không xích, không dọa mõm. Thế còn trong trường hợp mà chủ không ra để lập biên bản xử phạt và cũng không xin chó về thì Ủy ban nhân phường sẽ tổ chức nuôi và giữ chó trong vòng 48 tiếng. Sau 48 tiếng thì Ủy ban phường sẽ lập biên bản và liên hệ với cả đội tiêu hủy chó để gửi chó đi tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Theo số liệu của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, hiện tổng đàn chó mèo của thành phố là khoảng 460.000 con, đứng thứ hai cả nước sau Nghệ An. Để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng, Chi cục Thú y Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động đăng ký với chính quyền địa phương về vật nuôi, tiêm vaccine phòng dại và khi chăn dắt nơi công cộng phải đeo dọa mõm, hạn chế nuôi chó to, chó dữ, nhất là những gia đình có trẻ em và người già ở gần khu vực công viên, nơi đông người qua lại. Tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức quốc tế. Phát biểu tại một hội nghị của Ngân hàng Thế giới về hỗ trợ tài chính cho Ukraine, Chủ tịch David Malpass cho biết con số ước tính thiệt hại trên không bao gồm các chi phí kinh tế tăng thêm của cuộc chiến gây ra đối với Ukraine. Theo ông Malpass, chi phí thiệt hại sẽ vẫn tiếp tục tăng do cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết con số ước tính thiệt hại cũng như nhu cầu tài chính của Ukraine để tái thiết đất nước sau cuộc xung đột sẽ lớn hơn nhiều so với con số mà Ngân hàng Thế giới đưa ra. Theo ông, Ukraine cần 7 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng để có thể bù đắp những thiệt hại kinh tế do cuộc chiến Nga-Ukraine gây ra, cũng như sẽ cần hàng trăm tỷ đô la Mỹ để tái thiết đất nước. Ông Malpass cũng kêu gọi các nước áp đặt các lệnh trừng phạt và đóng băng tài sản của Nga, sử dụng số tiền đó để giúp tái thiết Ukraine sau chiến tranh và chi trả cho những tổn thất mà một số nước phải gánh chịu. Thông báo của Nhà Trắng cho biết, trong cuộc gặp này, Tổng thống Biden đã đề cập tới khoản hỗ trợ an ninh bổ sung trị giá 800 triệu đô la Mỹ và khoản hỗ trợ kinh tế 500 triệu đô la Mỹ cho Ukraine mà chính quyền Mỹ mới thông báo trước đó. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh khoản viện trợ kinh tế bổ sung này sẽ đưa tổng số tiền Mỹ đóng góp cho nền kinh tế Ukraine trong 2 tháng qua lên tới hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Ông Biden cũng cho biết chính quyền Mỹ sẽ cho phép người dân Ukraine đến Mỹ sinh sống tạm thời nếu họ có người Mỹ bảo trợ. Thủ tướng Schmier hiện đang ở Washington để tham dự hội nghị mùa xuân của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới VKB. Ngày 22 tháng 4, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản MIC cho biết, trong tháng 3 năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng CPI cơ bản của nước này tăng 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ 7 liên tiếp chỉ số này tăng.
nhưng là tháng có mức tăng cao nhất kể từ tháng 1 năm 2020. Nếu tính cả các mặt hàng tươi sống, CPI của Nhật Bản trong tháng 3 tăng 1,2%, cao nhất trong hơn 3 năm qua. Nguyên nhân chủ yếu khiến CPI ở Nhật Bản tăng là do giá năng lượng và nhiều nguyên vật liệu đầu vào tăng, nhất là do xung đột Nga-Ukraine. Điều này đã đẩy giá thành sản xuất tăng và buộc các nhà sản xuất phải tăng giá bán lẻ để bù đắp một phần chi phí giá tăng này. Cụ thể, trong tháng 3, giá năng lượng tăng tới 20,8%, mức tăng cao nhất kể từ năm 1981, trong đó giá dầu hỏa tăng tới 30,6% và giá xăng tăng 19,4%, ngay cả khi chính phủ Nhật Bản đã trợ giá cho các nhà nhập khẩu và phân phối nhiên liệu trong nước. Với việc giá dầu thô và nhiều nguyên liệu đầu vào khác đang tăng cao, trong khi đồng yên lại mất giá mạnh so với đồng bạc xanh của Mỹ, nhiều khả năng lạm phát ở Nhật Bản có thể sẽ tiếp tục tăng trong các tháng tới. Nếu xu hướng này được duy trì, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể sẽ đạt được mục tiêu nâng tỷ lệ lạm phát lên 2% ngay trong năm nay. Đào Thanh Tùng, phóng viên Thông tấn Việt Nam tại Tokyo. Trả lời câu hỏi về thời điểm kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, ông Polishuk nhấn mạnh hoạt động quân sự đặc biệt sẽ kết thúc khi các nhiệm vụ đề ra ban đầu hoàn thành, bao gồm bảo vệ dân thường ở Donbass, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa ở Ukraine và loại bỏ các mối đe dọa đối với Nga do sự phát triển hoạt động của NATO trên lãnh thổ Ukraine. Ông Polishuk cũng khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt đang được tiến hành theo đúng kế hoạch và tất cả các mục tiêu sẽ được hoàn thành. Về quá trình đàm phán giữa Moscow và Kiev, ông Polishuk cho biết các cuộc đàm phán vẫn được tiến hành gần như hàng ngày, nhưng mà thông qua hình thức cầu truyền hình trực tuyến. Các nội dung thảo luận chính hiện nay là đảm bảo vị thế trung lập của Kiev, phi hạt nhân hóa, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa, khôi phục tình trạng chính thức của tiếng Nga, công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea và độc lập của các vùng ly khai Donetsk và Lugansk. Trước đó thì Điện Kremlin tuyên bố đã chuyển cho Kiev dự thảo văn bản thỏa thuận bao gồm các điều khoản rõ ràng và đang chờ phản hồi. Liên quan việc bảo lãnh an ninh cho Ukraine, quan chức ngoại giao Nga cho biết 5 thành viên của Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bao gồm có Nga, Trung Quốc, Anh, Mỹ và Pháp sẽ là các quốc gia chính đảm bảo an ninh cho Ukraine. Ngoài ra thì Belarus cũng sẽ là một trong những quốc gia bảo lãnh vì điều này sẽ giúp đảm bảo sự cân bằng trong số các quốc gia bảo lãnh. Có thể thấy Nga đã đưa ra các quan điểm rất rõ ràng, thể hiện thiện chí sớm đạt được hiệp ước hòa bình với Kiev, tuy nhiên kiên quyết theo các mục tiêu ban đầu đề ra. Quang Vinh, phóng viên thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Moscow, Liên bang Nga. Hỏa hoạn gây thương vong nghiêm trọng tại Nga. Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 26 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày hôm qua tại một viện nghiên cứu quân sự thành phố Cherve, Tây Bắc nước Nga. Hình ảnh trên truyền hình Nga cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ tòa nhà 4 tầng, nơi đặt trụ sở của Viện Nghiên cứu Trung ương của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga. Một số người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Thông tin ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ cháy là do sự cố điện. Trong khi đó, Tân Hoa xã dẫn một kênh truyền thông tại Cherve cho biết hỏa hoạn bao trùm diện tích 1.000m². Hỏa hoạn xảy ra khá phổ biến ở Nga. Mỗi năm nước này ghi nhận hàng trăm vụ cháy, mà nguyên nhân thường là do cơ sở hạ tầng xuống cấp và quản lý các quy định về an toàn còn lỏng lẻo. Trong giai đoạn 1 từ ngày 21 tháng 4, các nhà hàng sẽ được phục vụ khách ăn tại chỗ đến 22 giờ hàng ngày, với số khách mỗi bàn tăng lên thành 4 người. Trong khi tiệc tổ chức tại nhà hàng không được quá 20 người tham dự, thực khách cũng như nhân viên phục vụ sẽ phải tuân thủ quy trình phòng dịch nghiêm ngặt nhằm hạn chế lây nhiễm. Quán ăn của tôi khai trương hôm ngày 9 tháng 1, thì hôm sau là Hồng Kông cấm cho khách ăn tại chỗ sau 6 giờ tối. Tôi cho rằng sau ngày 21 tháng 4 đợi khách chưa thể đông ngay trở lại được. Tuy nhiên đây cũng là một tín hiệu tốt cho công việc kinh doanh của chúng tôi. Lệnh cấm tụ tập trên 2 hộ gia đình cũng được dỡ bỏ và số người tụ tập nơi công cộng được nâng lên thành 4 người. Chính quyền Hồng Kông cũng cho phép mở lại nhiều địa điểm công cộng và nối lại các tour du lịch không quá 30 người. Bên cạnh đó, Hồng Kông cũng khởi động quỹ hỗ trợ phòng dịch 6.0 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh phải đóng cửa, cá nhân bị thất nghiệp tạm thời do dịch bệnh. Hoạt động phòng gym đã bị gián đoạn suốt một năm rưỡi qua. Trong thời gian này, nhiều địa điểm đã phải đóng cửa do không có thu nhập. Việc mở cửa trở lại phòng gym là điều rất tốt, song tôi hy vọng chính quyền sẽ có hình thức hỗ trợ cho các phòng gym. Mặc dù chính quyền Hồng Kông đã nới lỏng một số hạn chế xã hội theo từng giai đoạn, nhưng nhà chức trách khuyến cáo số ca mắc mới hàng ngày vẫn ở mức cao, dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn thuyên giảm. Do đó, người dân cần tiếp tục tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội,
giữ gìn vệ sinh cá nhân và tiêm vaccine ngừa COVID-19 càng sớm càng tốt. Mạc Luyện, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Hồng Kông, Trung Quốc. Cô Pan Phi Phát đang chọn ba lá bài và trải ra trước khách hàng của mình. Thay vì gặp mặt trực tiếp, cô ngồi trong một studio và nói chuyện với khách hàng qua một buổi phát trực tiếp. Kể từ khi đại dịch bùng phát, nhiều người trẻ Thái Lan cảm thấy cuộc sống bấp bênh và tìm đến những người như cô Pan Phi Phát để tìm câu trả lời cho tương lai của mình. Kể từ khi đại dịch đến nay, số câu hỏi liên quan đến nghề nghiệp được gửi cho tôi tăng tới 90%, tiếp sau đó là chủ đề về tình yêu và các mối quan hệ. Anh Diha Sumevas từng không tin vào bói toán hay sức mạnh siêu nhiên cho đến khi đại dịch COVID-19 xảy ra. Giờ đây, người đàn ông 30 tuổi này thường xuyên đi xem bói, đeo bùa may mắn và cài đặt những lá bài tarot làm hình nền điện thoại. Đại dịch đã mang đến rất nhiều bất ổn và chúng ta cảm thấy lo lắng. Kể từ khi tôi có niềm tin, tôi cảm thấy an toàn hơn. Chiêm tinh học và các hình thức bói toán như xem chỉ tay, bói bài hay thuật số khá phổ biến ở Thái Lan. Theo kết quả nghiên cứu năm 2021 của Đại học Quản lý Mahidol, khoảng 78% dân số quốc gia Đông Nam Á này tin vào sức mạnh siêu nhiên. Họ thường xuyên tham khảo ý kiến của các thầy phong thủy hay đeo bùa hộ mệnh. Còn theo Hiệp hội Tâm lý học Thái Lan, từ khi đại dịch nổ ra, nhiều người dân nước này đã thường xuyên trong tình trạng căng thẳng. Vì vậy, họ cần ai đó giúp giảm bớt áp lực cuộc sống. Thế hệ trẻ đang cảm thấy hoang mang với cuộc đời mình. Họ có thể lên Internet để tìm mọi câu trả lời. Nhưng đối với những điều không chắc chắn, thì xem bói đơn giản là một cách để tìm kiếm bình yên. Nhưng các nhà khoa học bác bỏ các hình thức xem bói và cho rằng nó có thể sơ cứu tinh thần trong chốc lát, nhưng lại gây nguy hiểm về khả năng tự quyết định về lâu về dài. Người xem cần tỉnh táo và không nên đặt toàn bộ niềm tin vào những lời phán, bởi nó có thể khiến cho suy nghĩ và thái độ của người xem thay đổi theo hướng tiêu cực. Khi bạn nghe thầy bói nói bạn sẽ ổn thôi, 3 tháng nữa cuộc sống của bạn sẽ tốt hơn, mọi người có thể tin và cảm thấy phấn chấn hơn, nhưng nó có thể khiến bạn chủ quan và gây bất lợi cho khả năng ra quyết định về lâu dài. Thực tế cho thấy, những người chỉ coi xem bói là một cách giải trí và quên ngay những lời phán sẽ có được sự vui vẻ. Nhưng nếu để việc coi bói là kim chỉ nam cho cuộc đời thì có thể mất nhiều hơn được, kể cả vật chất và tinh thần. Tại hội chợ sách năm nay, Mexico là khách mời danh dự và là quốc gia đầu tiên nhận được vinh dự này 2 lần, vào năm 1998 và năm 2022. Hơn 30.000 tác phẩm văn học của Mexico được trưng bày tại hội chợ, giúp kết nối độc giả đến gần hơn với văn học của đất nước này. Điều mang chúng tôi đến ngày hôm nay chính là nền văn hóa. Đây là cây cầu kết nối chúng ta đến với nhau. Đây là cơ hội để chúng ta đến gần hơn với văn hóa Mexico, không chỉ biết đến từ những món ăn đặc trưng, mà còn biết thêm về lịch sử của đất nước này. Hội chợ sách quốc tế La Habana 2022 tiếp tục lựa chọn chủ đề đọc để trưởng thành. Ban tổ chức cho biết sự kiện này sẽ giới thiệu tới độc giả hơn 4.000 đầu sách, 4 triệu cuốn sách với các chủ đề khác nhau và 1.000 sách điện tử, kỹ thuật số. Tôi nghĩ năm nay thật hoành tráng vì sau 2 năm, hội chợ mở trở lại để chúng ta được trao đổi văn hóa và kiến thức. Chúng tôi rất hào hứng vì đã 2 năm rồi mới được trở lại đây. Tôi có cơ hội được tiếp cận với nhiều loại sách đa dạng của các nền văn hóa khác nhau. Hội chợ sách quốc tế La Habana là không gian giao lưu tuyệt vời giữa những người yêu thích văn hóa nghệ thuật và những người làm sách, vừa tận hưởng không khí của ngày hội văn hóa lớn nhất năm. Đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn thành công tại Hàn Quốc. Để chuẩn bị cho SEA Games 31, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vừa có đợt tập huấn quan trọng kéo dài 15 ngày tại Hàn Quốc. Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã bố trí cho đội tuyển Việt Nam tập luyện và thi đấu tại các thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi, thành phố Paju, tỉnh Gangwon và cố đô Gongju. Theo huấn luyện viên Mai Đức Trung, đợt tập huấn tại Hàn Quốc lần này rất thành công. Phía bạn đã tạo điều kiện tốt để các tuyển thủ Việt Nam tập luyện và thi đấu. Về thành tích cũng rất tốt, qua 4 trận đấu thì Việt Nam thắng 2, hòa 1 và thua 1. Phía Việt Nam mong muốn có những chuyên gia, huấn luyện viên Hàn Quốc sang hỗ trợ Việt Nam về mặt kỹ thuật cũng như đào tạo. Trong tương lai, hai nước có thể tiến tới hợp tác trao đổi cầu thủ với nhau nhờ mối quan hệ tốt đẹp cùng những nét tương đồng về địa lý và văn hóa.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.